chia sẻ đến tất cả các bác một vườn quất của anh Đặng. Hiện tại anh còn 3 cây, 3 bể, phải nói là 3 bể lúa to. Hiện tại là anh còn 3 bể rất là to. Một bể này và còn 2 bể bên kia cỡ vừa, nhỏ hơn một chút. Bác nào có nhu cầu muốn mua bể to này hàng để công sở, cơ quan hoặc là hàng biếu. Hiện tại bây giờ vẫn đang là đầu tháng 12. Thì các bác có nhu cầu muốn mua thì liên hệ trực tiếp với anh. Cây này thì đợt này đang nhí trắng hoa rồi. Dàn quả đẹp, xanh đẹp. Dòng bể to ở trong là có ký lúa nhá. Bên dưới là có tiểu cảnh này. Bố bé. Đây là cây thứ hai này. Đây là bể thứ hai của anh này. Đây, đừng nghĩ có bùn mẹ ơi. Bẩn lắm, cô không được xuống đây bể này thì nhỏ hơn bể bên kia một chút. Còn đây là bể thứ ba. Bác nào có nhu cầu muốn mua cây bể to như thế này thì liên hệ trực tiếp với anh Đặng. Số điện thoại của nhà vườn thì em ghi trực tiếp trên tiêu đề. Cây rất là to cao, bên dưới là mô hình tiểu cảnh rất là sinh động. Bác nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Em xin kết thúc clip. Xin chào tất cả các bác đã theo dõi clip của em.